Mến chào tất cả các em học sinh. Chào mừng các em đến với tiết học lịch sử lớp 6 ngày hôm nay. Như vậy là ở tiết học trước, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về quá trình ra đời, hình thành, phát triển cũng như những thành tựu của dân tộc Champa. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái chủ đề mới trong chương trình lịch sử lớp 6, đó là chủ đề bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ 10. Đây là một cái chủ đề quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6. Các em lưu ý, đối với chủ đề này thì chúng ta sẽ tích hợp hai bài, đó là bài 26 và bài 27 ở trong sách giáo khoa. Đầu tiên là bài 26, đó là cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Phúc, họ Dương. Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu đó là Phúc Thừa Dụ đã giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào. Đầu tiên, các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và cho cô biết từ cuối thế kỷ 9, tình hình ở Trung Quốc gặp phải khó khăn gì? Đó là ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra và đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào. Điều này đã làm cho nhà Đường trở nên suy yếu. Lợi dụng cái thời cơ đó mà Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy. Vậy Khúc Thừa Dụ là ai các em? Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về Khúc Thừa Dụ nhé. Đây chính là cái bức tượng khắc họa ông Khúc Thừa Dụ. Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, tức là ở Ninh Giang, Hải Dương. Ông là thuộc dòng dõi gia thế, có tính khoan hòa, thương người và được dân chúng mến phục. Chính vì được dân chúng mến phục nên khi ông nổi dậy thì được nhân dân hưởng ứng rất là nhiều. Các em ghi ý này vào cho cô. Khúc Thừa Dụ là một hào trưởng, tính khoan hòa, thương người, được mọi người mến phục. Vậy hãy cho cô biết Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Đây chính là cái lược đồ cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Phúc em. Các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và chúng ta có thể thấy được là vào giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy để mà chiếm thành Tống Bình, sau đó xưng là Kiết Độ Sứ. Tiết độ sứ là một chức quan của người Trung Quốc đặt ra vào cuối thời Đường. Chức quan này đứng đầu một vùng rộng lớn bao gồm nhiều quận, huyện. Khác với chức quan đô hộ trước đây thì chức tiết độ sứ có nhiều quyền hành hơn và được truyền lại cho con cháu, tức là theo cái cha truyền con nối các em. Năm 906, nhà Đường buộc phải công nhận cho Khúc Thừa Dụ giữ chức tiết độ sứ, và từ đây đất nước ta đã giành được quyền tự chủ. Cái việc mà vua nhà Đường mà phong cho Khúc Thừa Dụ chức tiết độ sứ, tiết độ sứ là cái chức danh của người Trung Quốc mà phong cho Khúc Thừa Dụ, thì chứng tỏ là nhà Đường vẫn muốn cột chặt An Nam của chúng ta và Trung Quốc. Nhưng mà việc nhà Đường phong Khúc cho Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ nó lại có ý nghĩa quan trọng. Đó là nó chứng tỏ chế độ đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã chấm dứt về mặt danh nghĩa. Chúng ta đã giành được cái quyền tự chủ của các em. Năm 907 thì Khúc Thừa Dụ mất, con trai của ông là Khúc Hạo lên thay. Khi Khúc Hạo lên thay lại tiếp tục xây dựng đất nước theo cái hướng tự chủ độc lập lâu dài. Vậy em hãy chỉ ra những việc làm của họ Khúc trong quá trình xây dựng chính quyền tự chủ này. Đầu tiên đó là đã đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã em ạ. Cử người Việt vào bộ máy chính quyền. Nếu như trước kia thì người Hán trực tiếp cai trị tới quận huyện thì nay là cho người Việt vào cái bộ máy
chính quyền. Cái thứ hai, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch từ thời Bắc thuộc. Các em thấy những cái việc làm này nó rất là tiến bộ ha các em. Nó quan tâm đến cái lợi ích của người dân này, bãi bỏ các thứ lao dịch từ thời Bắc thuộc. Rồi cái tiếp theo là lập lại sổ hộ khẩu. Những cái việc làm này chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt, nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đây là cái bước đầu của giai đoạn chuyển tiếp sau cái thời kỳ độc lập hoàn toàn em ạ. Theo em thì những việc làm của Quốc Hạo nhằm mục đích gì? Đó là xóa bỏ chế độ thống trị nhà Đường, là xây dựng cuộc sống hoàn toàn tự chủ. Và cuộc sống của người Việt thì phải do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình. Ngày nay thì để tưởng nhớ cái công lao của Phúc Thừa Dụ thì nhân dân ta đã cho lập đền thờ của ông ở Phúc Bồ Hải Dương ấy ạ. Đây chính là hình ảnh đền thờ Phúc Thừa Dụ, Phúc Bồ Hải Dương. Mặc dù bọn phong kiến phương Bắc đã suy yếu nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ cái ý định thống trị nước ta. Do đó mà quân Trung Quốc lại nhà Nam Hán lại tiếp tục chuẩn bị xâm lược nước ta. Vậy nhân dân ta đã kháng chiến như thế nào thì chúng ta sẽ sang cái phần 2. Đó là Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán năm 930 đến năm 931. Đây là cái lần kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất các em. Sở dĩ gọi là lần thứ nhất vì sau này sẽ có một cái cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai vào năm 938. Như vậy các em hãy nghiên cứu cho cô biết nhà Nam Hán đã được thành lập như thế nào. Chúng ta có thể thấy được trong sách ha, đó là nhà Đường rơi vào cái tình trạng suy yếu. Năm 917 thì Lưu Nham, tức là em của Lưu An, được bọn quan lại nhà Đường cũ ủng hộ, đã tự xưng làm hoàng đế, thành lập nước Nam Hán, và chúng bắt tay vào cái công cuộc xâm lược nước ta. Khi biết nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo đã đối phó như thế nào? Đó là Khúc Hạo cử con trai của mình là Khúc Thừa Mỹ sang làm con tin. Vậy theo các em, tại sao Khúc Hạo lại gửi con trai sang làm con tin? Mục đích của Khúc Hạo đó là nền tự chủ của nước ta lúc này vừa mới xây dựng được. Khúc Hạo cử Khúc Thừa Mỹ sang làm con tin nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để mà củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với giặc. Đó là mục đích mà các em. Vậy sau khi Khúc Hạo mất thì Khúc Thừa Mỹ đã đối phó với nhà Nam Hán như thế nào? Đó là năm 917 Khúc Hạo mất, con trai là Khúc Thừa Mỹ lên thay, thì vẫn tiếp tục xưng là tiết độ sứ và xây dựng chính quyền tự chủ. Biết được cái âm mưu xâm lược của quân Nam Hán, Khúc Thừa Mỹ đã sai sứ sang thần phục nhà Hậu Lương. Thần phục các em, các em hiểu cho cô cái chữ thần phục này ha các em. Thần phục nhà Hậu Lương. Nhưng mà năm 930 thì quân Nam Hán lại lấy cái cớ đó là nước ta thần phục nhà Hậu Lương, cho nên là đem quân xâm lược nước ta. Đây chỉ là cái cớ thôi các em ạ. Tại vì cái âm mưu muốn xâm lược nước ta thì đã có từ lâu đời của Trung Quốc rồi. Vậy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán diễn ra như thế nào các em? Đây là lược đồ kháng chiến chống quân Nam Hán các em. Các em hãy theo dõi ha. Chúng ta có thể thấy được là mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.
đánh trang nước ta. Lúc này Khúc Thừa Mỹ chống cự yếu ớt, chống cự không nổi do tên quan lực lượng quá lớn, sau đó bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm thứ sử Gia Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình, Hà Nội. Tống Bình đây các em, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình, Hà Nội. Các em ghi cho cô Khúc Thừa Mỹ chống cự không nổi, kháng chiến thất bại. Khi mà cuộc kháng chiến của Khúc Thừa Mỹ thất bại các em, thì một cái nhân vật lịch sử nữa đã tiếp tục với cuộc kháng chiến này, đó chính là ông Dương Đình Nghệ đúng không em? Và cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào này? Đó là năm 938, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin đã đem quân từ từ Thanh Hóa các em, đem quân từ Thanh Hóa ra bao vây và tấn công vào thành Tống Bình. Tấn công vào thành Tống Bình. Dương Đình Nghệ là ai các em? Dương Đình Nghệ là quê ở làng Ràng, Dương Xá, Đông Sơn, Thanh Hóa, là một hào trưởng ở Ái Châu, Thanh Hóa. Ông là người yêu nước, thương dân, kiên quyết giành độc lập cho dân tộc. Vậy kết quả của cuộc kháng chiến này là gì? Đó là quân Nam Hán lo sợ cho người về nước cầu cứu, viện binh của địch chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Quân tiếp viện bị đánh tan tác, sau đó ông tự xưng là tiết độ sứ và xây dựng tiếp tục xây dựng chính quyền tự chủ. Em ghi cho cô. Năm 938, Dương Đình Nghệ tấn công thành Tống Bình, đánh tan quân tiếp viện, tự xưng là tiết độ sứ và tiếp tục xây dựng chính quyền tự chủ. Vậy theo các em, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì? Đó là nó thể hiện được tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta. Trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc thì các em thấy rất là nhiều cuộc đấu tranh diễn ra và nhân dân ta chưa bao giờ đầu hàng. Cái thứ hai là nền tự chủ của ta được bảo vệ và giữ vững. Ngày nay thì để tưởng nhớ cái công lao của Dương Đình Nghệ thì nhân dân ta đã lập đền thờ của ông ha các em. Lập đền thờ của ông và tên gọi tên của ông còn được dùng để đặt ở các cái con đường, đặt tên cho các con đường. Để hiểu rõ cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận cùng với cô cái câu hỏi sau. Đó là công lao to lớn nhất của họ Khúc là gì? Theo cái bài học hôm nay đó, em hãy cho cô biết là theo các em công lao to lớn nhất của họ Khúc là gì? Đáp án đó là gì đây em? Là lật đổ chính quyền đô hộ này, rồi là dựng nền tự chủ. Và đây được xem là cái sự kiện mở đầu cho thời kỳ độc lập hoàn toàn của dân tộc ta. Như vậy là cái bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Đối với bài học này thì các em cần lưu ý cho cô những cái vấn đề sau. Thứ nhất là các em phải nắm được cho cô quá trình xây dựng quyền tự chủ của họ Khúc. Họ Khúc. Sau đó là cái cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất. Của từ năm 1930 đến năm 1931 về nhà thì các em làm bài tập cho cô theo cái file của cô gửi cho các em. Các em nhớ chép bài đầy đủ trong tập, hôm sau cô sẽ thu tập để chúng ta sẽ chấm. Rồi về bài mới thì các em chuẩn bị tìm hiểu trước cho cô bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 1938. Các em, như vậy đến đây bài học là kết thúc. Cô chúc các em luôn có sức khỏe tốt để học tập tốt. Hẹn gặp lại các
các em ở trong tiết học sau. Chào tất cả các em.